Dạ. Thường cái tôi gắn cái micro cho chị chim sâu, bữa nay chỉ nướng cá ra thơm dữ. Cái mùi thơm cái mình ở ngoài lọ mà vô tới đây luôn. Em máng này nè, đừng có máng dưới nó thòng cái con. Máng này em có ơi. Máng đâu đó máng. Nè Phan, thấy đây nè, thôi nó thòng, nó lòi cái kia. Ê, máng trên gì nè. Đừng. Máng trên nè, em cắn cái chạy nọc luôn. Cái cắn con cộng ngoại vậy. Có chạy nọc chưa? Chưa. Rồi xin chú cắn chưa? Rồi nãy mua cá đó, biết cá đó cá gì không? Cá cái mà. Cá gì? Cá đó là cá gì? Nó con chua. Nó con chua ha. Trời, ngon quá ta. Kêu cá gì? Tôm quá vậy. Cá hú, cá hú. Cá hú hả? Tôm hú hồn đúng không? Giống cá trà gì? Nay đi vô vườn của ai hả? Bếp. Vô vườn của người Phan Hâm Mộ hay gì? Nay về ăn giang chơi vui không chị Đại? Vui. Vô vườn của Phúc Gâu. Nay vô vườn của Phúc Gâu hả? Quá vui. Trời ơi, lọ không luôn rồi, trời ơi. Tính chưa không có. Nướng mà hỏi nên chín chưa. Có bụng không có. Có bụng á. Không chưa chưa vàng. Đây hai con cá chị Đại mua đó, chị Đại lựa luôn đó. Lựa đi chợ. Không không. Cái lóc đó nó bự không, khởi con lông không? Không mua. Cá lóc con lông lông bự như cái lóc đó không? Vừa vừa là vừa mới lớn. Ganh đi coi. Ủa con lông có ba lớn nữa hả? Không. Trời đất ơi kỳ. Về kia hung nữa rồi. Trời. Nam. Nó bụng không có. Bữa nay chị Đại qua Châu Đốc nghe mọi người, thì đi vô vườn của Phúc Gâu thì nướng cá lóc đại với cá hú nè, để anh em nè đó, rồi chút xíu sẽ uống nước dừa luôn, quá ngon luôn rồi đó, quá thơm luôn, quá thơm luôn rồi. Cái bụng sốt ruột rồi chị Đại ơi. Thơm quá, thơm rồi đó. Chị Đại ơi. Thơm quá chị Đại ơi, bữa nay chị Đại nướng con cá. Nằm giống thôi. Mẹ nằm rồi. Hung hoài. Hung hoài. Con hung quá đó. Hung hoài tay người chết. Bác hung là lát có bầu luôn đó. Hung hoài là có bầu luôn. Hung hoài siêu có tin vui luôn, có bầu luôn. Ra mày cà đó. Hung hung mà là mũi mà. Rồi thơm rồi đó, thơm rồi đó chị Đại ơi. Quá thơm rồi. Ói nữa. Quá. Chưa vàng. Cá luôn rồi đâu. Chưa vàng. Chưa vàng ha. Nè nó không. Hồi lột cái hầm luôn. Nướng xong rồi đó. Bây dưới đây là trời. Có mấy cái hầm nè. Đừng chở nữa. Rồi nó thảy xuống nó cho cá ăn luôn. Tính nướng ông này luôn hả vậy? Nướng luôn, cặc không á. Ăn luôn. Nướng luôn hả? Rồi, để ăn làm nha. Nghe kiểu nha. Đang nướng đó. Nướng cá nha, quá thơm ngon à. Cầm nó làm cái cầm đi, cầm xoay quá xoay lỡ đồ, gì được rồi đừng xoay nữa. Đừng chở là bấy. Cơ vàng không ngoan không có. Vậy đi, từ từ đi. Phan, để đi. Mới chở qua đó. Ừ, từ. Bữa nay đổi món nha. Đó được rồi. Hồi bữa ăn chuột con à. Rồi đổi món. Nấu cơm chưa? Chín rồi. Tiểu Nhị nấu cơm chưa nè. Cá chị Đại mua nhiêu ạ? À? 2.5 tỷ không? Cá này rẻ mình luôn á. Bán rẻ luôn rồi bán gì cho luôn hả? Bán gì cho rồi, bán gì khùng. Nhập em mộ giờ bán gì cho luôn hả? Bán gì cho. Đậu 5. Cân nè, cân nè. Chủ vườn tới, chủ vườn tới. Thôi trời. Gì? Thì nó kiện mình luôn. Chủ vườn đó. Vườn có à. Dạy lên tiếng rồi thôi. Đụng với chủ vườn là ổng chị cho xuống ruộng luôn đó. Quá ngon luôn chị Đại. Quá thơm quá. Chủ vườn dài. Thì kiện con Phụng mai. Cảm ơn người luôn. Chủ đất đó. Đó là chủ đất ở đây đó. Ai á, ai kể được cô không hiến cây ngã lên nha. Tại sao? Quấn cây luôn. Không ngương cây hả? Cương cay với quýnh luôn á. Vàng chưa? Trời ơi, nướng mà hỏi người ta vàng chưa vậy trời. Thơm rồi. Bụng không có rồi. Bụng mày á. Nướng rồi, đói bụng luôn rồi. Thôi bụng kính cho, không có.
Không kính thưa ông, ăn vậy ngồi nó bậy nhảy. Từ từ đi, quá đói rồi, quá đói rồi, quá đói rồi. Hỏi đói thì ăn tèm đi. Ăn cơm mềm. Hai mươi lăm mới xài, có hai cái xài không? Đây đâu có xài đâu. Có. Qua mùa rồi. Có cần. Qua mùa rồi. Lấy bụng không có à, lấy bụng có à, bụng mày á. Lấy bụng mày á. Chưa kính không có. Kêu bằng anh yêu ơi. Anh coi vô đây giờ, tình tứ rồi. Anh yêu. Không coi. Chưa giờ có đi thăm vườn nhớ gì đây? Đó giờ có đi thăm vườn mà nướng cá gì không? Có. Đi đâu đi với anh khác hay vậy? Đi với tao hỏi kìa. Có bụng chưa vàng. Chị vàng tao hỏi này đi vô đó coi. Bụng chưa vàng. Tao hỏi vậy thằng nào có đi vô trong vườn nướng cá lần nào chưa? Chưa. Mới lần đầu đúng không? Lần đầu. Phiền đó. Đừng có cắn. Lần đầu tiên có vô vườn có là có ấy ấy kỷ niệm chưa? Chưa. Chưa. Chúc đi ấy ấy kỷ niệm đi. Con ngày qua không có mà. Quýnh ra sưng máu rồi con nghe. Máu ừ, ai bị quýnh chị, quýnh cũng không mà. Nó còn quýnh nữa. Nhập môi luôn. Quýnh giờ đâu không? Cửa bụng sao không có? Bụng kính chưa? Có nướng mà hỏi người ta. Nướng mà hỏi. Trời phụ nữ nấu chợ kỳ chợ. Bụng giờ kính chưa? Có bụng mày á, có bụng mày á. Dâu miền cây. Dâu miền cây á. Dâu miền cây mà nướng hỏi người ta kính chưa? Dâu miền cây. Ở đâu có dĩ này, có dĩ ta. Có dĩ đó. Lụm ở đâu? Từ đâu? Cái bụng đây. Có. Chị Đại nói chưa chín mà. Đại kêu là để cho cái bụng đấy nè. Nướng rồi sao ghét nghỉ à. Thằng Hoài muốn nói cặp bơ. Thì vẫn có cặp bơ. Thơm quá. Quá thơm luôn rồi. Thơm quá chị Đại. Thơm bát ngát. Thơm bát ngát luôn rồi. Chở lên đi chị Đại, chở ăn cá này nè. Quá ngon. Bà nướng cá bà ngồi bà lo bà hung chồng hoài trời. Cá anh đây nè. Thế không có lưu hùng cái này đâu. Lật từ từ nghe, để xuống đất luôn. Chàng què, chàng cho, chàng cho. Lâu. Bà chị Đại có đưa vàng mà cãi mà. Rồi, từ từ. Dạ. Rồi, để em tới đây. Để em đó. Chị mình nấu tài nấu nướng nha. Chị mình nấu ăn. Chàng thấy nó thơm, thơm bát ngát. Quá thơm luôn vậy Đại ơi. Họ con ăn cục luôn. Bố bà đi đẳng kêu hai con lại đây chút xíu nướng xong cho hai con nó ăn luôn. Hồi bữa hồi bữa đó có nem nha, có nem bằng hoàng luôn. Nem luôn nem hả? Khai, có nem khai bữa nay mình ăn đó. Có rồi. Quá thơm. Không mà cá đó nó cũng mau chín đúng không ta? Cá này nè. Rửa vàng không có. Chở qua cái nửa chín rồi. Chín rồi. Rồi, cái bụng mà... nó có lóc với cái hú nha. Trời Đại ăn đó. Chị Đại. Chị Đại đó nha. Chở cái thước cá này nè. Không có. Chở cái thước này nè. Cá rồi thở đây. Cà phê sữa. Tiêu lẹ lên. Không nữa cà phê sữa. Ủa đi vô vườn uống cà phê sữa. Vô vườn mà uống cà phê sữa. Quăng được rồi, gì đấy được chở nữa. Bấy cá. Khỏi ăn. Chị Đại nướng cá bấy luôn cả. Mày ăn luôn. Gỡ gì chờ. Đang quay đó nghe. Gỡ gì hả? Đi đừng đụng cá nữa. Gỡ luôn cả. Cá đây. Cá
đây nghỉ ngơi rồi. Đi đâu hả? Đi đâu nghỉ ngơi rồi đó em ơi. Thôi về quê rồi. Ngoài đó hầm không đó. Đi đâu vậy? Ngoài đó hầm không đó. Trời trời, bữa nay chạy xe luôn trời. Đâu chị đại? Tính giọt xuống hầm hay gì? Không hầm. Mưa luôn rồi. Không, nó còn cái hầm đó đâu nha. Thôi kẹo cây đi. Thấy rồi mà mệt lắm. Cô qua sửa đây. Thôi qua sửa mấy canh. Nói đại vợ sửa đủ rồi phơi. Phơi phơi sửa cô không uống luôn. Mưa tới luôn, dồi xuống mưa luôn. Giờ chập chủ vườn nóng rồi. Trời ơi trời, rồi tới công chuyện luôn. Nóng rồi. Ai thua ai nhào vô, kêu chị lại nhào vô, nhào vô nè, đó, thôi thở đâu, nó không phai không, hốt bụng luôn, đi mốt bụng luôn, rồi là hốt, không có phai của người sữa, không có phai sữa luôn, uống cho mập cũng quá rồi, ra đây, ủ má không thằng nào đó, cà phê sữa đâu, hỏi cà phê sữa đâu. Này đây cho có rồi bơi chữa. Gót mé cái chừng gót mé. Rồi. Ông cái tôi ca. Cận ngõ rồi đó. Hỏi chị đại chưa? Hỏi sao chị đại chưa? Hỏi sao chị đại chưa? Cậu cơ. Ông ra đây đồ uống nữa nè. Hơi giỡn thôi nha. Giỡn gì kìa, cũng liệt luôn rồi kìa. Chọc, chọc. Không có cứ rau. Không có cứ rau mà nó trên chậu nó mới vô. Hỏi ra đồ uống má thằng Long nữa nè. Có thằng Long nữa. Thằng Long. Tới chồng rồi, tới chồng. Tới chồng. Tới giờ rồi. Tới giờ rồi. Đây. Khả, cái mà không? Nó thấy thôi kiếm coi. Chín rồi. Thôi, bỏ nón đi, bỏ nón. Mưa nè. Mưa. Không khả là nha. Mưa tới rồi, không khả mặt luôn giờ. Đúng không? Muốn không? Muốn không? Thôi được rồi, bớt giận đi, chị đại. Kính cá, kính cá, lại bụng mình nha. Kính cá đi. Rồi nó cơm cho. Chị đại ơi. Chở cá đi. Quên lọc này dạ. Để vô cái lá sen này luôn đi. Như sao ta? Lá sen giờ. Lá cây sen á. Còn lá mới đó kìa. Lá mới đâu rồi? Lấy lá sen để vô. Ê. Chú đậu rồi. Chú đậu. trời, hết ăn quá. Để của anh kia. Không, cái này nè, vừa tới rồi. Ngọt dữ á, thịt nó ngọt á. Cá này ngon. Vừa tới. Ủa ăn ngon không? Đi đâu chứ? Kêu nó. Nón gì nữa hoài vậy? Ngô nó không? Rồi lấy đúng rồi trời ơi trời. Ờ gì đại. Nè nè chào khán giả cái nữa nè. Nè. Hai ba. Vô. Không có gì vô. Ăn cá không? Ngon rồi đó. Rồi. Chút nữa để cho anh dĩ luôn. Để cho anh dĩ luôn. Để dĩ ăn luôn đi chứ. Ăn không? Không ăn không? Cái đó hả? Nướng cho ăn còn chê. Đâu chơi kêu hai con kia nó vô nó đợi sẵn rồi kìa. Cái nghĩ ơi nhìn đây. Cái gì mà cậu? Chủ vườn ngủ rồi. Chủ vườn đứng vào ngoài kìa. Chủ vườn đứng nó nhìn nó. Cậu cứ kính nè. Chủ vườn đứng sao nó nhìn. Sao mà hốt cái là lăn xuống bờ ruộng đó. Quá ngon rồi. Im dữ trời. Lật ngược con cá lóc lại đi chị đại. Nãy giờ cái bụng dưới trời vẽ cá bỏ xuống lật ngược lại đó quá em chín chưa thử trước cái đi ngon không
con bắt ngát không? Ngon. Đây đây đây. Để lấy cái nón này nó. Ừ đúng rồi. Đây đây đây. Ừ, cái nón này nè, là... nè nè, cười khán giả một cái chụp hình coi. Cười khán giả coi. Cười lên nè, giật ừ, đúng rồi. Đó, giữ luôn tấm hình này đẹp cực kỳ luôn đời. Đâu mà có cái nón mát dữ nha. Đó. Trời ơi, chở con cá rồi, chở. Con cá. Con cá này cho ăn thì Lẹ không ơi. Thử cá chín chưa đó nha. Chín rồi. Đâu thử. Không ăn ra kiện ăn đi. Ra kiện ăn đi. Cô hậu hạ rồi. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Rồi đem dĩa vô, rồi, đem dĩa vô. Chín rồi bà coi. Đem vô dứt nè. Đem giùm vô đem ông Long ơi. Đúng không? Đem Nguyễn Dĩ đó vô luôn. Rồi dọn đi, chuẩn bị nhập tẻ. Dọn mắm cho. Này đại nấu ở trong khu vườn của Phúc Râu. Cảm ơn. Đem anh nè. Chồng đó chạy chạy đi mất. Đem nguyên cái dĩ luôn ông Long. Đem nguyên cái dĩ vô luôn. Điện chồng cái gì vậy? Đây nè. 2 giờ rồi. Điện cơm đâu rồi? Giờ đúng rồi. Cơm. Giờ rồi đó. Hồi đến lúc cơm hết. Ờ đúng rồi 2 giờ luôn. Bữa nay chắc chờ mát không sao. Mát không sao. Mát cơm có là vô. Đâu 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 cầm cá đứng nhảy rồi, cầm cá đứng nhảy rồi. Dạ rồi thôi cho bác cầm cá bà giờ lên cầm cá nha đi. Rồi. Nóng quá. Hỏi quý vị ăn không? Hỏi quý vị. Ăn không? Từ từ. Hỏi quý vị ăn không? Đấy. Dạ đúng rồi phan để em đi. Nè cầm ngang gì đi, cầm ngang gì đây nè. Cầm gì nha. Phiếu đây nè. Rồi cười lên coi. Cười. Cười đang quan giờ mới. Cười. Ai mà cười ra nhìn nè. Nóng không? Hai clip mặt rồi. Cười lên cười đứa không ngang ngay mới được. Trời ơi. Thơm không? Chưa lấy cái nón lá sen nữa, lấy cái nón lá sen nữa. Không, không để về để gần vô mũi thử đi. Mày đem vô cá không? Nó bụng mơ. Cái cá đó ăn được không? Đó. Ngon rồi nha. Quá ngon. Đó, để trên lá sen nha. Đó. Đây. Ăn cũ hoài lan sao nó đang xin lỗi. Có gì cào hoài lan hả? Nó tưởng đâu gì hả? Cái gì không? Cái lóc để lóc để lên đây nè. Từ sang. Năm nghe ở ngoài thơm thơm mà vô tới đây luôn hả? Trời ơi, thơm từ ngoài kia vô luôn hả? Trà luôn ở đây mà nó bay ra tới ngoài luôn đó hả tao Nam? Tới vô đó luôn á, vô đây. Mua rồi nha. Hả? Có cái tin hay vô. Không màng đó. Đang nghe không hỏi dừng đây. Trong cái bao ra làm gì Phúc Râu? Thấy gì đại không giữ qua lấy đũa. Dớt. Phải không? Dớt chị đại luôn hả? Nói gì nó cũng bảo lãnh ta. Đây luôn à. Dám nói gì không nói. Trời ơi ông mang rồi. Muối đó có tám ngàn không nghe. Mưa nó biết kịp đó mưa này không nữa. Không có đâu. Đâu mưa đâu. Ai, ông điện nói không có mưa đâu. Không mưa hả? Sao biết được? Trời ơi, không điện. Không điện nè. Không điện. Không điện luôn trời. Có em ai giả nào biết mưa. Dán tay gửi rồi. Mình ơi, bây giờ là nó vô cái công nông của công là không có ai hỏi đâu. Biểu ơi. Nhà Biểu coi. Biểu. Chịu ai vậy? Ăn bò đó. Tôi gửi lại cái bao sạch đàng hoàng mà nó có cho bụi đó. Bữa nay chị đại đẩy anh em YouTube ăn gì đâu đọc coi. Có lóc. Thì con này khoai tây hả? Khoai gì? Khoai nướng, khoai lang. Khoai lang. Thì có cá hú. Nướng. Nướng họ không biết cái củ này cũng gì đâu. Củ này mà. Bạn củ có ông Long không? Quăng luôn. À, mày lớn hả? Cũng là mày lớn hả? Ừ. Đây. Đen mà lớn mà đen vậy đó hả? Đen vậy đó. Trời ơi. Ai nướng nha quá là chồng nướng nha. Anh ơi Biểu ơi. Biểu nói nè. Con Long đen vậy đó trời. Cũng có ông đen vậy đó hả? Nướng 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 rồi vô ăn đây rồi hỏi ngủ. Cơm đâu ăn cấu. cơm đâu. Cá ra là bỏ vậy đó hả? Gà đó ông âm thanh Nghĩa Tú ở Châu Đốc ông ra ông lấy cơm cho ăn nha. Qua đây có âm thanh Nghĩa Tú đó nha. Không đi đâu.
nổi tiếng là châu đốc nha. Châu đốc chim sâu nha, cũng đãi cũng nhiều món lắm nha quý vị. Không không cài đây, đây đó còn con gái của ông âm thanh Nghĩa Tú là dancer nè, chút xíu nhảy một bài cho chị Đại coi luôn à. À, làm điệu coi, con làm điệu luôn coi. Kìa chim sâu coi nè, chị chim sâu. Kích về đẳng cho cô chim sâu, tặng cô chim sâu bài nha. Trời ơi, kiểu làm gòi luôn, kiểu phát luôn, luôn. Kiểu làm gòi luôn, kiểu làm gòi luôn, kiểu phát luôn, kiểu làm gòi luôn, kiểu làm gòi, kiểu làm gòi luôn, kiểu làm gòi luôn, kiểu làm gòi. Không có gì nè, bẻ con cá nè. Bẻ ăn cá ra hai bên đi. Phúc bẻ tí, tí này. Đem về lại. Tí bẻ ra. Anh ơi, đem về lại luôn coi. Thôi để đi. Trời có ơi, cái dòng nó cao hơn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tại cái hết hộn gớt cái trứng. Lột luôn đi, lột trước luôn đi. Thôi, 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 thôi. Rồi mình mời cả nhà ăn cơm nha, dùng bữa cơm gia đình nha. Bữa cơm đồng quê. À, tuy nó rất là đơn giản nhưng mà nhiều lúc nó cũng vui tươi và ấm áp. Tình thương. Đó. Dạ. Đây cá lóc nướng chui nha. Nướng chui. Có nướng chui. Trứng trứng gà nướng đắt nha quý vị, nóng quá quý vị. Ăn đi. Có chị Đại chim sâu nướng nha. Chị Đại đó, chị Đại nướng nha. Này ở này có chị Đại qua châu đốc nha. Để nó đi. Chán rồi, không có nước thì sao rồi, cậu cắm ăn. Cái gì? Nước. Bữa khô chứ không có nước. Ồ, bể mặt luôn như vậy. Bể mặt luôn rồi. 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 Bên đây đã. Cơ ai, cơ không biết mặt lên. Không hết luôn. Bên đây cho cái đậu có hũ luôn. Rồi, để lên đó luôn đi. Ừ, đó, rồi. Thế không à, vui không? Quá đã, quý vị ơi. Vui, à vui à. Quá sướng luôn rồi. Ủa mình xách đi lên luôn nè. Ngồi đi cho tôi quay mấy ông lại. Xách chén hả? Rồi con biết rồi, cậu Năm ăn bóc đi. Đó, anh phải quay từ người. Ngồi chén hả? Giới thiệu từ ta đó. Nè, người làm miếng cơm đi, hai chồng làm miếng cơm đi, hai lần bún. Ăn ăn cơm nó hơn. Cơm nha. Cơm làm miếng cơm đi. Ăn cơm đi. Ăn nặng ra lắm. Một lưỡng gì vậy? Ăn hai chén à, bởi vì ăn hai chén rồi đó. Chị ơi, ăn cốt. Dùng bữa tiệc mà kính tay chị Kim xe xẻ sâu sâu. Long. Không xe xẻ. Ở đây là YouTuber không đó con? YouTuber luôn đó. Đây nè, YouTuber nè. Đó, chị Đại YouTuber. YouTuber. Đây nè, đây nè. Đứa chai muối là chị... Ăn Giang Lê Thanh đi báo này, con này là lóc luôn ngon ngon. Thảo một 990 vừa lóc vừa lóc rồi anh Năm Đầu Bạc. Rồi anh này Huyện Huyện TV. Huyện TV Trung Nam. Trung Nam YouTuber nhí có hai cà hai lòng Long với Phụng. Lê Thanh An Giang. Lê Thanh An Giang. Ủa, đang là ở Đồng Tháp. Thiếu chùa TV. Thiếu chùa TV. Thiếu chùa. Đây là âm thanh sáng Nghĩa Tú. Em Phụng với Long. Ba bầu. Em Phụng em Long, em Long. Đây là chim xe. Tại đó sao nó yếu như vậy? Đây là chị Đại chim sâu. Em Phụng. Em Phụng với Long. Em Phụng với Long. Gần đây mà. Gần ở. Em Phụng với Long. Rồi 1, 2, 3. Rồi mời cả nhà cùng ăn với anh em vô tấp và chim sâu. Rồi lấy đâu cái nước lâu chấm luôn. Không, đây là mấy chén nguyên ngồi đây cho trẻ. Ăn đi con. Dạ con ăn. Dạ đi con. Viên chén nè. Dùng ra dùng đi. Dạ chén này cũng bút nè, đủ luôn nè. Để đi tao. Rồi nước lâu nước cơ chấm mà. Nước chán đâu. Đi đi con. Ăn cơm. Nè con ăn đi con. Nước bánh tráng bao. Nè bánh tráng nè. Rồi nước bao. Bánh tráng này chắc nước nhúng nước rồi hả? Tráng này chắc nhúng nước rồi. Nhúng nước có ngon không? Chai nước sao kìa. Nè lấy cái tráng này nè, để đi. Lấy nước vô. Nè. Nước nè, múc nước để vô. Múc mấy cái thùng múc miếng nước với hầm nè. Nè. Nước nhóc. Ăn đi. Tính kiểu le lưỡi. Rồi ăn đi.
Mời cả nhà ăn cơm, mời bà con ăn cơm. Rồi, mời cả nhà cùng ăn nha. Rồi, nhanh tay còn chậm tay hết nha. Nhanh ăn, nhanh nhanh đi để bà xẻ bà ăn hết á. Không ăn mà bạn ăn nghe chui dây không? Sao chứ lùa cá là nửa chén á. Đó, à, có cà chị nhí luôn nghe quý vị. Vừa ăn mà vừa có chân nghệ phục vụ luôn hả bà con. Phúc chưa ăn luôn Phúc. Thì đúng không? Em ăn rồi. Giống. Giống. Tiếp lên bay, có thử luôn. Ba câu, bốn cái câu á. Xin chào cả nhà nghe. Đây, chị chim sâu. Chim sâu sẽ. Chim phụng, con phụng ca. Con phụng. Chim phụng. Chim sâu là không được. Ông Năm đầu bạc. Lê Thanh ăn vàng. Đôi đũa vàng đó. Đôi đũa vàng. Đôi đũa vàng trong làng ăn uống đó. Hoàng Thảo. Khỏi đi khỏi biết, dòm luôn là biết. Những mặt đứa à. Này thà là thánh đầu chùa. Ăn gì mà nó ngon. Giới thiệu vô xem nha, chị đây chị chim sâu vô vô vườn nha. Giới thiệu cũng giới thiệu luôn, tê lộn ta anh ta nữa. Không phụng. Chùa, chùa tê quê. Thầy chùa tê quê. Thầy vô là nó sáng tú. Đây, chị chim sâu đây. Ờ, sao không giới thiệu Năm đầu bạc nữa tú, sao không giới thiệu đầu bạc. Các bạc chứ rồi. Không, đây anh còn trẻ, bạc màu. Đâu phải già. Ba màu chứ ba lai hả? Do nó mạnh ở dưới nó mạnh nó phà lên trên. Dạ hả? Rồi bóng ở đây coi. Không. Mày có ai vô cùng dùng miệng nha. Lưu lên. Nè, dùng cơm với chim sâu nha. Dùng miệng. Có gì để không? Tiếm phụng. Tiếm phụng. Rồi để đây đi. Ăn gì vừa thôi, chùa ta dứt luôn kìa. Ai mua? Bỏ nhỏ mà ăn nhiều. Ai mua? Ai mua? Nó thử lại. Ai mua nha. Ai mua. Trời ơi, nãy giờ tôi đi mua đó. Ủa cái này mình chấm gì ta? Cái muối luôn. Có chấm muối không người. Có đây nè. Đó, con mình đây có mình bút luôn nha. Đó. Anh em fanpage ủng hộ giùm nha. Hụt cái chỏ ra hao hết đầu hai giờ. Tốn tiền trồng cây. Thôi ơi, thôi đi đá đây. Mày đi đá đây chết. Không ra hả? Không ghen, không ghen luôn. Không ghen hả? Không ghen. Không ghen hả? Má, nãy giờ mày xấu lắm á nha. Ăn cái gì ta? Ngon không chị? Ngon. Cá này ai nướng? Bố Phụng. Rồi ai cái chén? Anh Phúc Rông. Ăn cái chén. Ăn cái chén, chút nữa ai cái chén à? Ai cái chén? Út cô không ăn rồi hồi hết trơn giờ. Ông này nè. Ông Thảo, ông Thảo. Ông Thảo. Nghĩ không Năm? Tự nhiên Năm cái lượng đầu bạc không dặn vậy luôn. Ông Thảo. Chào cả nhà nghe. Cả nhà vô like và chia sẻ giùm bay Minh Phúc nha. Đây lúc nào nữa vậy trời. Thứ mấy rồi bạn? Thứ mấy? Rồi, tức là phát trực tiếp hả? Bay hả? Mà clip thứ hai thứ ba rồi. Clip đầu tiên. Đầu tiên. Chào cô. Miếng cơm cô gọi. Hello. Đồ chán rồi. Cô dâu xin chào. Đây nè. Có người kia. Đây. Ồ. Trời ơi. Cảm ơn theo dõi chia sẻ bên bay giùm. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Gì? Đắng. Nói vợ đi. Chớ ủng hộ bên bay của Phúc Râu nha. Mình Phúc. Mình Trang. Có bầu râu. Chứ đựng diện xương hay gì? Dạ. Anh Trang ơi, có vợ. Ủa, anh cái gì vậy? Anh Trang ơi, vợ. Cái này không ăn cái gì? Em muối gặp phải không? Trật. Ăn xong gấp cá đút cho chồng ăn. Chị, có cho chị. Xong đút cho chồng ăn chứ. Là thương chồng mà thấy có đút gì đâu. Cần 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 chi mà cao lương mới vậy đúng không? Thấy cái gì? Nước. Nước hả? Nước. Cần chi mà cao lương mỹ vị ra ngoài ngoài đồng ăn ngon quá trời. Dạ. Thôi. Được. Đút cho chồng ăn đi. Đút cho chồng rồi. Mâm gà. Vô đi. Trời vậy luôn. Đồ dương, đồ dương. Mỗi lấy ra. Đúng rồi. Hay dạ. Dạ. Cô dâu Bút Râu xin chào mọi người nha. Chết rồi chết danh cô dâu rồi. Thế rồi vậy. Có lẽ có gì ăn đây miếng bánh tráng gà còn cái nước á người ta tha lên là mềm mà không có nhậu rồi sao sao nghĩ vậy chú no rồi bể chân là thôi đầu nó thôi mình mong mợ má ông mắc cỡ á tại sao cho không đưa cái chén mấy muốn giả cờ trời cuốn bánh tráng gì mà ông hai chồng thương nhau không mày
Để đi chút xíu là nó mềm. Ngon à? Phúc ăn không ăn hồi hết trơn Phúc ơi. Hết thiệt đó nghe. Ăn đi đi. Còn anh em phát anh phát thanh bay là no rồi. Bay no. Ăn xong bắt hai chồng ra đấu chỗ đài nè. Bữa làm trong rửa. Ngon không? Cứng nha. Quá ấm. Quá ngon. Mấy anh chị thấy em cực khổ, em ngồi em quay với em thàm nhịn đói quay với mấy anh chị coi đó. Em lấy cái bọc bún ra quay ăn mà lấy cái thàm giống theo dõi, like chia sẻ rồi. Like chia sẻ giùm em, cảm ơn rất nhiều. Hết bọc bún rồi mà. Rồi đổ nước vô cái thau cho người ta nhúng bánh tráng. Hiếu hay quá ta. Hiếu hay quá. Ông Năm sâu ngồi hoài, dòm chị chim sâu rồi vậy. Phải không phải không? Chạy ăn thấy ngon quá. Có cái thao gì nữa quý vậy? Đó mà không đổ nước vô đó. Để đựng bập bún nè, cắn muốn lợi quá bạn họng luôn nè. Có hú luôn à. Giờ ăn miếng ngon không? Có hú. Không. Ăn thử ăn đi. Giờ mưa nha. Gì đại đó. Giờ mưa nha. Đại mưa đó. Ngon không bà? Bây giờ ăn không thấy ăn ớt gì trời. Ừ, nãy nó ăn ớt vậy. Thường chim sâu. Ăn rồi. Nó chim sâu ăn ớt chứ lắm. Đâu lại. Ăn bọc qua. Ăn trái nè. Ăn trái đi cho nó biết cay đắng cuộc đời. Thôi thôi thôi. Rồi rồi rồi, ăn cơm cũng hung nữa. Khương không? Mấy Khương mà. Khương mà. Ăn xong nhả. Không mấy Khương mà. Ừ. Rồi đó. Mau à? Rồi hả? À? Mau vậy? Cho em miếng bún anh thôi. Đúng rồi. Cho no đi nha. Đồ ăn còn nhiều lắm á. Cá còn cái dưới hầm một hầm nữa nha. Nhiều rồi, nhiều rồi. Ăn cho. Đi. Ăn cho. Ăn cơm tí. Cơm đó hả? Cơm đi. Ăn ơi. Nãy mua mấy bọc rồi. Còn được rồi. Con bọc đó. Bọc đó. Cơm hả? Cái tròn miếng bún tráng đó. Đó. Để cho anh miếng nước. Không, cái này là dừa luôn á. Dừa gì chứ ngắt. Đâu có, nói là... Cho con không, cho con không. Đúng rồi, chỗ ăn. Không, không có. Anh cựu không có, bụng mà không đo. Cái trái này nướng được không ta? Coi xin cốc bào. Ăn dạ. Không nè. Hả? Không, cái trái này nướng được. Không được mà. Mà không có cái gì đó. Nè. Bích bình. Nè. Ăn ơi. Đâu có trứng gà trời. Trời trời giỡn quá trời. Trong nè, à. Nó chơi nè bé Phục. Nè. Ăn ra có hú rồi. Ăn hú rồi. Nè. À, ngố rồi. Coi rồi. Quê, hú rồi. Quê lưu lưu. Quá đuối rồi. Có vợ đi cho đốc không chị Đại? Có vợ đi cho đốc không? Like và chia sẻ giùm anh em ơi. Mạnh mạnh lên, mạnh mạnh. Mạnh mạnh lên. Sao nghĩ rồi? Đọc bà ăn. Bấm ra hay hoài không? Bấm khi nào hết bây giờ. Thảo hỏi gì kìa? Điều Thảo. Hỏi đó giờ có đi châu đốc không? Có đi châu đốc màu không? Ở Đồng Tháp thôi. Có đi châu đốc màu không? Chưa, nay đi nè. Nay đi vui không? Ăn vui không chị Đại? Nay đi vui không? Rồi một lát đi đâu nữa chị Đại? Đi về nhà. Ngủ quá nha trời á. Giờ này sớm ngủ quá trời. Quần ngủ hoài. Bằng đêm mà rồi tới ban ngày mà còn không tha người ta nữa. Quần hoài vậy đó hả? Ăn đi. Rồi cảm ơn những anh em đó. Không còn. Kêu rồi. À, xin chào. À, xin chào 500 anh em nha. Bây giờ chị Đại đang có mặt tại xứ sở An Giang nha. Bây giờ chị Đại là đi nướng cá lóc rồi nè quý vị khán giả. Đó. Ngon quá à. Nè, ngon không chị Đại? Ngon. Trời ơi ngon dữ lắm hả chị Đại? Ngon. Dạ. Đi cùng anh Long qua Châu Đốc An Giang nha. Giờ không biết nha chị Đại. Trời. Bữa nay vô vườn cho không biết ai. Trời ơi về nữa rồi. Trời về nữa rồi. Về. Về tới nữa rồi. Tới công chuyện. Ê. Trời. Giỡn anh. Giỡn anh. Giỡn anh. Giỡn thôi. Giỡn đi. Tới nhỏ về đi. Chồng giỡn thôi. Ăn cơm chứ đâu phải về chứ. Rồi cũng xin kết thúc con gà về ở đây luôn nha quý vị. Kết thúc đi.
đi quay những clip sau người ta mới theo dõi tại mới phát ban đầu. Bay tôi là có nhiều lắm. Nhiều nhưng mà anh mới phát chim sẻ lần đầu á, tao không biết. Mới phát năm lần đầu tiên phát. Dạ dắt cộng 4 con. Thì mới phát lần đầu tao đâu biết đâu. Ủa cái này.